Thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc sống đời thường hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh về tấm gương tiêu biểu của Đại úy Nguyễn Châu Ngọc, Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự Tiểu đoàn 4, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp, người đã nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua quyết thắng. Đại úy Nguyễn Châu Ngọc sinh năm 1985. Năm 2006, khi còn đang là học viên của Trường Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp, nhờ thành tích học tập tốt với bản lĩnh lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, anh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng khi mới 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp. Hơn 10 năm công tác tại đây, trên cương vị nào, anh cũng nỗ lực rèn luyện vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2012 đến nay, với cương vị là Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự Tiểu đoàn 4, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đại úy Ngọc luôn gương mẫu thực hiện và quán triệt kịp thời đến các cán bộ đảng viên quần chúng trong tiểu đoàn các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, đặc biệt là công tác đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Với thành tích đã đạt được của bản thân, từ năm 2011 đến năm 2015, anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 5 năm liền, anh được tặng giấy khen của nhà trường. Năm 2015, anh vinh dự được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Bản thân tôi luôn cố gắng và nỗ lực trong quá trình học tập và công tác tại đơn vị cũng như tại nhà trường. Thì trên cái chức trách được giao thì hàng tháng bản thân đã trên cơ sở kế hoạch huấn luyện của trên đã xây dựng kế hoạch tháng và tuần cho huấn luyện cho đơn vị và cũng như là cái kế hoạch huấn luyện bồi dưỡng cho các đối tượng trong đơn vị theo đúng mệnh lệnh và lịch chỉ đạo của trên. Và bên cạnh đó thì bản thân luôn chú trọng vào công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện và phân công cụ thể đến từng cán bộ trong từng khoa mục huấn luyện và chú trọng nhất vào công tác huấn luyện thực hành và huấn luyện đêm và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thực sự là thực tế là sát với thực tế chiến đấu. Và bên cạnh đó thì trong quá trình huấn luyện cũng như phục vụ huấn luyện của đơn vị thì bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong đơn vị và xây dựng mối đoàn kết cấp trên, cấp dưới và quan tâm kịp thời đến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đoàn đơn vị và giúp từ đó là giúp cho anh em nhận thức đúng đắn về cái nhiệm vụ của đơn vị và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với lối sống giản dị, luôn gần gũi, chia sẻ giúp đỡ với đồng chí, đồng đội, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị, Đại úy Nguyễn Châu Ngọc luôn được đồng chí, đồng đội quý mến. Bản thân tôi thấy rằng đồng chí Ngọc luôn sâu sát, nhiệt tình trong quá trình huấn luyện, đào tạo, đặc biệt là cái nhiệm vụ phục vụ, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn. Đồng chí Ngọc đã thường xuyên quán triệt tốt các chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên, từ đó đề ra những cái biện pháp cụ thể đối với nhiệm vụ trong cái quá trình phục vụ huấn luyện đào tạo của tiểu đoàn. Và đặc biệt đồng chí là đã rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái điểm còn hạn chế trong cái quá trình phục vụ để từ đó nâng cao cái ý thức, tinh thần trách nhiệm trong quá trình giữ gìn, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật của tiểu đoàn. Mục đích cuối cùng là để nâng cao cái chất lượng để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện đào tạo. Bên cạnh đó là đời thường đồng chí là luôn là quan tâm đến đời sống về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn và được chúng tôi là luôn luôn quý trọng. Đồng chí thực sự là người anh, là người bạn, người đồng đội tốt. Với 31 năm tuổi đời, hơn 10 năm tuổi quân, sau những thành tích trong học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu của Đại úy Nguyễn Châu Ngọc, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để mỗi cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Góp phần phát huy truyền thống sức mạnh, đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, đã ra quân là đánh thắng của Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp.